rộng 1,55m, mất 5 năm để sản xuất, được xây dựng ý tưởng từ hàng thập kỷ trước. Xong vào năm 2011, dự án LSST, kính thiên văn khảo sát quy mô lớn, mới chính thức được chính phủ Mỹ chấp thuận, và đến 2015 thì nhận được vốn đầu tư. Dự án này sử dụng cảm biến hình ảnh CCD lớn nhất thế giới, lắp ghép bởi 189 cảm biến kích thước nhỏ để cho ra độ phân giải cuối cùng lên tới 3.2 gigapixel, được đặt cố định trên đỉnh núi Cerro Pachon, Chile. Ống kính này sẽ chủ yếu được dùng để chụp những bức hình phơi sáng kéo dài tới 15 giây để khám phá bầu trời mỗi đêm. Tuy nhiên, cảm biến sẽ không thể hoạt động được nếu thiếu đi ống kính. Để phù hợp với kích thước của nó, người ta phải bắt tay vào chế tạo ra một ống kính có kích thước lớn nhất thế giới, rộng 1,55m. Sau 5 năm chế tạo bởi công ty hàng không vũ trụ Bồn, ống kính này đã hoàn tất và dự kiến sẽ được lắp ghép vào kính thiên văn tại Chile đầu năm 2021.